Quý vị và các bạn thân mến, dù nhà tiên tri mù Baba Vanga qua đời cách đây 27 năm, tuy nhiên những lời sấm truyền về những dự đoán chính xác về vận mệnh tương lai của thế giới vẫn khiến nhiều người rùng mình. Đặc biệt trong số 5 lời tiên tri đáng sợ về vận mệnh của thế giới, đáng chú ý nhất, bà Vanga cho rằng một thảm họa hạt nhân có thể xảy ra vào nửa cuối năm 2023. Vậy thảm họa hạt nhân này có thể xảy ra ở đâu? Chúng ta cần làm gì lúc này? Mời quý vị cùng theo dõi. Sẽ có một thảm họa hạt nhân tàn khốc sắp xảy ra cuối năm 2023. Baba Vanga sinh năm 1911 với tên thật là Vangelia Wusterova. Bà được mệnh danh là nhà tiên tri Nostradamus của vùng Balkan nhờ sở hữu khả năng nhìn thấu tương lai phi thường. Bà bỗng nhiên bị mất thị lực năm 12 tuổi sau khi bị mất tích bởi một trận bão lớn. Gia đình tìm thấy bà trong tình trạng nhắm chặt hai mắt và bị đất bẩn bám khắp người. Vài ngày sau khi được người ta tìm thấy, bà bắt đầu đưa ra những lời tiên đoán đầu tiên. Mặc dù bà Vanga đã qua đời năm 1996, nhưng các dự đoán của bà kéo dài đến tận năm 1079. Trong số 5 lời sấm truyền tiên tri về tương lai trong năm 2023, bà Vanga tiên đoán được vào năm 2023 sẽ xảy ra một thảm họa hạt nhân. Bà cho rằng những hậu quả của nó vô cùng sâu rộng, tác động đến chính trị toàn cầu, môi trường và toàn thể nhân loại. Nhiều quốc gia có thể bị ảnh hưởng bởi vụ nổ này do sự lây lan của các căn bệnh nghiêm trọng khi các đám mây độc hại tràn ngập không khí. Sự kiện này có khả năng gây bất ổn cho các mối quan hệ quốc tế, châm ngòi xung đột và dẫn đến những thay đổi trong cán cân quyền lực toàn cầu. Mức độ nghiêm trọng của dự đoán này đã làm dấy lên vô số suy đoán. Hiện thế giới đang lo ngại về một thảm họa giữa chiến sự Nga-Ukraine liên quan nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, ZNPP. Đập thủy điện Nova Kakhovka ở khu Kherson bị vỡ cũng là một trong những vấn đề nhức nhối, không chỉ ảnh hưởng tới khả năng cung cấp điện và gây ngập úng hàng loạt khu dân cư. Đập Nova Kakhovka bị vỡ còn tiềm ẩn rủi ro khác, khi đó là nơi cung cấp nước làm mát cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia ở gần đó hiện cũng đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Nếu như không có đủ nước, nhà máy Zaporizhia sẽ không thể làm mát hệ thống, vận hành các máy phát điện và từ đó có thể làm rò rỉ hạt nhân. Thưa quý vị, những người hâm mộ nhà tiên tri Vanga tin rằng những lời nói đó có độ chính xác cao thông qua những trường hợp trước đây cho thấy tầm nhìn xa trông rộng của bà dường như phù hợp với các sự kiện diễn ra trên thực tế. Trong suốt cuộc đời của mình, bà đã đưa ra nhiều dự đoán gồm nhiều chủ đề khác nhau như thảm họa thiên nhiên, sự kiện chính trị và tiến bộ công nghệ. Về năm 2023, bà Vanga đã đưa ra 5 dự đoán sau đây. 1. Sự xuất hiện của vũ khí sinh học. Bà Vanga cho rằng nhân loại có thể chứng minh chiến tranh thế giới thứ ba cuối cùng sẽ nổ ra với sự tham gia của vũ khí sinh học. Theo bà Vanga, một nước lớn sẽ tiến hành nghiên cứu vũ khí sinh học trên người. Bên cạnh đó, dự đoán đáng kinh ngạc nhất của bà Vanga cho năm 2023 dường như là việc chấm dứt sinh đẻ tự nhiên. Nhà thấu thị cho biết đến thời điểm này, việc sinh con thuận tự nhiên sẽ bị cấm ở cấp tiểu bang. Những người mới sẽ thực sự bắt đầu được tạo ra trong các phòng thí nghiệm. Cha mẹ có thể sẽ chọn không chỉ ngoại hình của em bé như là màu tóc và màu mắt mà còn cả tính cách. Đây chắc chắn là một trong những dự đoán kỳ lạ hơn từ bà Baba Vanga. Tuy nhiên, trong khi trình độ y học và giá cả của những dịch vụ đó chưa cho phép chúng ta từ bỏ hoàn toàn cách sinh tự nhiên, có thể vào năm 2023, thế giới sẽ biết đến những thành tựu mới trong lĩnh vực thụ tinh trong ống nghiệm và di truyền học. Công ước vũ khí sinh học của Liên Hợp Quốc nghiêm cấm các thí nghiệm như vậy. Mặc dù vậy, có lo ngại rằng một số quốc gia đang bí mật điều hành các bộ phận vũ khí sinh học tiềm năng. Người ta cho rằng hàng trăm nghìn người có thể tử vong vì những thí nghiệm như vậy. Trong số hàng loạt dự đoán gây sốc, có cả những khoảnh khắc tích cực. Theo bà Vanga, y học sẽ đạt đến một tầm cao mới. Nhà tiên tri người Bulgaria nói rằng sẽ đến ngày mà các bệnh ung thư sẽ bị xiềng xích trong xiềng xích sắt. Một lượng lớn sắt sẽ được sử dụng như một phần của các loại thuốc mới. Theo bà Vanga, điều này sẽ đến vào năm 2023 khi các thử nghiệm lâm sàng về vaccine ung thư được tiến hành. Có lẽ năm tới loại thuốc này sẽ được sản xuất hàng loạt, thâm nhập thị trường quốc tế và có sẵn cho nhiều người hơn. Tuy nhiên, bà Vanga cho rằng hiện tại điều đáng để chờ đợi là kết quả xét nghiệm và tìm hiểu chi phí chữa khỏi căn bệnh hiểm nghèo là bao nhiêu. 2. Tình hình kinh tế thế giới cũng đang chuyển mình. Theo bà Vanga, sẽ có một sự thay đổi các nhà lãnh đạo trên thị trường quốc tế. Sự bất ổn có nguy cơ bao trùm nước Mỹ vào năm 2023. Nước Mỹ trong tương lai bị đe dọa bởi sức mạnh của một rồng đỏ nào đó. Các chuyên gia chắc chắn rằng Trung Quốc có nghĩa là sinh vật này.
việc tăng cường ảnh hưởng của quốc gia này trên thị trường thế giới dẫn đến sự sụt giảm của đồng đô và gia tăng tình trạng bất ổn. 3. Tiên đoán của bà Vanga về nước Nga năm 2023. Nhà tiên tri Vanga luôn nói rằng Nga đã được định sẵn cho một số phận hạnh phúc và thành công trên trường quốc tế. Nước Nga đang chờ đợi sự phát triển không ngừng và lan rộng ảnh hưởng đến các quốc gia khác. Bà Vanga dự đoán rằng vào năm 2023, thời điểm thuận lợi sẽ đến với Nga. Trong giai đoạn này, các quốc gia khác sẽ chú ý đến Nga và bắt đầu tính đến quyền lực và lợi ích của các nước. Ảnh hưởng của Nga sẽ tăng lên và không ai có thể ngăn chặn quá trình này. Kết quả là Nga sẽ trở thành một cường quốc mạnh mẽ trên hành tinh và sẽ giữ vị trí trong một thời gian dài. Theo bà Vanga, kỷ nguyên hòa bình và thịnh vượng ở Nga sẽ được thiết lập trong 1.000 năm. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn hy vọng rằng chỉ những dự báo thuận lợi của nhà thấu thị mới trở thành sự thật, còn số phận sẽ quyết định ngược lại và thế giới sẽ không bị bao phủ bởi làn sóng thảm họa toàn cầu. 4. Sự dịch chuyển của trục trái đất. Những lời tiên đoán của bà Vanga khiến không chỉ những người bình thường mà cả các nhà khoa học sợ hãi. Nhà thấu thị dự đoán những dị thường thiên văn có thể thay đổi lối sống đã định. Theo đó, bà Vanga, phỏng theo nhà tiên tri người Pháp Nostradamus, đã nói về sự va chạm của một tiểu hành tinh với hành tinh của chúng ta vào đầu năm 2023, dẫn đến trục trái đất sẽ dịch chuyển. Độ lệch sẽ nhỏ, góc chỉ thay đổi một vài độ, nhưng đối với khí hậu, điều này sẽ trở thành thảm họa. Nhiệt độ trên trái đất, mực nước trong đại dương sẽ tăng lên, dẫn đến lũ lụt và các thảm họa thiên nhiên khác. Những cơn bão mặt trời khủng khiếp cũng đang chờ đợi hành tinh trong năm tới. Ngoài ra, năng lượng của ngôi sao sẽ dẫn đến mất điện trên diện rộng và các vấn đề liên lạc nghiêm trọng khác. 5. Thảm họa hạt nhân tồi tệ. Một dự đoán khác của bà đề cập tới việc châu Á sẽ hứng chịu một vụ nổ bom hạt nhân tồi tệ khiến khí độc tràn ra, bao phủ toàn bộ lục địa và nhiều quốc gia bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Hành tinh của chúng ta vẫn ở trạng thái cân bằng tốt trong vũ trụ, thậm chí chỉ cần một sự thay đổi nhỏ nhất cũng có khả năng làm thay đổi khí hậu một cách ồ ạt. Nếu dự đoán này cho năm 2023 trở thành sự thật, có thể có những hậu quả tàn khốc. Nếu trái đất di chuyển đến gần mặt trời hơn, chúng ta sẽ phải đối mặt với bức xạ gia tăng và nhiệt độ tăng mạnh. Mặt khác, nếu hành tinh di chuyển ra xa hơn, thế giới sẽ có thể rơi vào kỷ băng hà và kéo dài thời gian chìm trong bóng tối. Với tương lai xa hơn, nhà tiên tri người Bulgaria cũng tuyên bố rằng năm 2025, châu Âu sẽ gần như không có người ở. Và năm 2028, loài người sẽ khám phá ra một nguồn năng lượng mới và đi bộ trên sao Kim và mực nước biển sẽ dâng cao vào năm 2033. Các sự kiện ấn tượng khác do bà tiên đoán phải kể đến việc thế giới chấm dứt nạn đói vào năm 2028. Cư dân sao Hỏa sở hữu vũ khí hạt nhân năm 2256 và trái đất trở thành hành tinh không có sự sống vào năm 2341. Bà có tuyên bố rằng năm 2288 chứng kiến sự ra đời của du hành thời gian. Đến năm 3797, tất cả loài người sẽ rời khỏi trái đất. Vào năm 4599, loài người đạt được sự bất tử và loài người rời khỏi vũ trụ đã biết vào năm 5078. Thực tế, không phải mọi lời tiên tri của bà Vanga đều trở thành sự thật. Bà từng dự đoán nhiều câu chuyện mơ hồ, thiếu căn cứ như có sự xuất hiện của người ngoài hành tinh hay cuộc sống mới với sự tiếp quản của thực tế ảo. Theo các nhà nghiên cứu, chỉ có khoảng 68% lời tiên tri của bà Vanga là chính xác. Trong khi đó, những người tin tưởng bà Vanga cho rằng độ chính xác có thể lên đến 85%. Một trong số những dự đoán không chính xác của bà Vanga là Tổng thống thứ 45 của Mỹ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng khiến đất nước sụp đổ. Donald Trump đã phải đối mặt với nhiều thách thức lớn khi đương nhiệm, nhưng nước Mỹ vẫn vững vàng. Vâng thưa quý vị, các nhà phê bình lập luận rằng lời sấm truyền vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi bối cảnh xã hội và văn hóa và việc giải thích các lời tiên tri có thể rất khác nhau. Một khía cạnh cần xét đến là khả năng lời tiên đoán của bà Baba Vanga mang ý nghĩa tượng trưng hoặc ẩn dụ. Những lời tiên tri thường dựa trên tính biểu tượng và việc giải thích chúng theo nghĩa đen có thể dẫn đến hiểu lầm. Điều cần làm là lý giải các tiên đoán với tâm trí cởi mở, cũng như xem xét các cách giải thích khác nhau để nắm bắt đầy đủ thông điệp từ chúng. Vẫn còn rất nhiều câu hỏi xung quanh nhà tiên tri mù Vanga, và chắc chắn rồi, tính chính xác từ những lời dự đoán của bà chỉ có thể đợi thời gian trả lời. Quý vị có tin về những lời tiên đoán của nhà tiên tri này hay không? Hãy để lại ý kiến của bạn phía dưới video của chúng tôi để cùng thảo luận. Còn bây giờ xin kính chào, hẹn gặp lại trong video tiếp theo.